Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn muốn tham gia trading, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Margin Bybit. Hiện nay sàn Margin Bybit đang có bonus lên đến 1.610 USDT. Các bạn chỉ cần đăng ký theo đường link mình để phần mô tả và thực hiện một số nhiệm vụ của sàn để nhận bonus. Và chúng ta cùng đi vào nội dung chính của video. Millennium Capital ra mắt ETF Bitcoin được điều tiết đầu tiên ở châu Âu. Theo Financial Times, một công ty quản lý tài sản của Pháp đang sẵn sàng cho việc ra mắt quỹ giao dịch Bitcoin do EU quản lý. Millennium ETF sẽ là một trong những sản phẩm đầu tiên trên thị trường châu Âu, cho phép các nhà đầu tư làm việc với các tài sản có độ biến động cao thông qua các quỹ đầu tư. ETF mới sẽ theo dõi tới 30 cổ phiếu trong ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử và đặc biệt là công nghệ blockchain. Theo Millennium, có tới 90% tương quan với giá Bitcoin. Việc ra mắt các sản phẩm đầu tư như vậy cho thấy việc áp dụng ngày càng nhiều tài sản kỹ thuật số mà trước đây các cơ quan quản lý tài chính và các nhà đầu tư tổ chức không chào đón. Thông tin thứ hai, JP Morgan đang giới thiệu một quỹ Bitcoin cho các khách hàng giàu có. Công ty đang cung cấp cho khách hàng của ngân hàng tư nhân JP Morgan một quỹ được quản lý thụ động, hợp tác với NYDIG. Nó chưa có bất kỳ khoản đầu tư nào từ khách hàng, nhưng ngân hàng đã tổ chức một cuộc gọi với các cố vấn gần đây. Những người này nói với Coindesk, NYDIG là một nền tảng cấp thể chế, tập trung vào Bitcoin để lưu ký an toàn, thực hiện, quản lý tài sản và hơn thế nữa, và là công ty con của StoneRidge, một nhà quản lý tài sản thay thế. Quỹ sẽ được giới thiệu cho khách hàng như một phương tiện đầu tư Bitcoin rẻ nhất và an toàn nhất hiện có trên thị trường. Các công ty tài chính truyền thống đã chuyển sang cung cấp tài sản điện tử do nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng. Những công ty như Morgan Stanley và DBS Group Holding cũng tham gia vào thị trường tiền kỹ thuật số. JP Morgan đã thêm các sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và Gemini Trust vào danh sách khách hàng từ năm ngoái, ra mắt JVM Coin vào năm 2019 để tăng tốc độ thanh toán giữa các khách hàng doanh nghiệp. Và thông tin thứ ba, Bitcoin hiện là khoản đầu tư hợp pháp cho các nhà đầu tư tổ chức ở Đức. Đức sẽ cho phép một số nhà đầu tư tổ chức đặt tỷ đô la tài sản tiền điện tử lần đầu tiên. Một đạo luật có hiệu lực vào thứ hai sẽ cho phép Special Funds với các quy tắc đầu tư cố định đặt 20% lượng nắm giữ của họ bằng Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác. Các quỹ và vốn chỉ có thể được tiếp cận bởi các nhà đầu tư tổ chức như các công ty hưu trí và các công ty bảo hiểm. Hiện đang quản lý khoảng 1,8 nghìn tỷ euro, khoảng 2,1 nghìn tỷ đô la. Các nhà phân tích mong đợi hàng trăm triệu euro giá trị các khoản đầu tư chạy vào cryptocurrency như đạo luật mới điều chỉnh. Tim Krugman, một chuyên gia về tài sản tiền điện tử tại BVI, cơ quan công nghiệp quỹ của Đức, chia sẻ với Bloomberg như sau. Hầu hết các quỹ ban đầu sẽ ở dưới mức 20%. Một mặt các nhà đầu tư tổ chức như các công ty bảo hiểm có các yêu cầu quản lý nghiêm ngặt đối với các chiến lược đầu tư của họ. Và mặt khác, họ cũng phải muốn đầu tư vào tiền điện tử. Hiện có khoảng 4.000 quỹ đặc biệt trong nước, nắm giữ khoảng 1,87 nghìn tỷ euro. Chúng không mở cửa cho các công ty đại chúng, mà chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức. Về giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin hiện tại là 515 tỷ đô la, Sven Hindebrand, người đứng đầu công ty tư vấn chuỗi khối DLC Distributed Ledger Consulting ở Hamburg, đã nói rằng đây là một bước tiến lớn. Ông đã chứng kiến rất nhiều hoạt động trên thị trường ngay sau khi luật có hiệu lực. Sẽ không có ngôi nhà nào muốn trở thành ngôi nhà cuối cùng. Tuy nhiên một số vẫn đang trong giai đoạn khám phá và trước tiên sẽ quyết định chủ đề blockchain nào họ sẽ giải quyết trong tương lai. Sau khi luật có hiệu lực, các chuyên gia đã quan sát thấy hoạt động thị trường ngày càng tăng và dòng tiền đổ vào tiền điện tử. Một số nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như quỹ hưu trí, khá thận trọng trước sự biến động của thị trường tiền điện tử. Các quỹ hưu trí phải biện minh cho các khoản đầu tư của họ cho các bên liên quan. Và đó là thông tin trong video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.